Hy vọng em sẽ là quyển sách yêu thích của anh. Nhưng mà anh không đánh giá sách qua trang bìa bên trong cơ. Ôi, chưa gì đã muốn bóc tách rồi. Miu ơi, em có thể kể tên ra ba đồ vật mà em cảm thấy nó đại diện cho sở thích, cho tính cách, cho con người hay cho một cái điều gì đó ở bản thân mình. Đầu tiên thì em sẽ chọn một hũ nến thơm. Gần đây là có tắt đèn bật tình yêu đấy ạ. Thì khi mình tắt đèn thì mình bật nến thì nó cũng sẽ lãng mạn hơn. Em nghĩ thế. Thứ hai là em sẽ chọn một cây son màu đỏ đất. Tại sao không phải là một cây son màu hồng sen giống như cái áo của chị? Là bởi vì em đang chia sẻ cho bạn màu son em thích đấy ạ. Và thứ ba, em sẽ chọn một cuốn sách. Em thích đọc về tâm lý học và em thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Thì em nghĩ là nó cũng là một phần tính cách của em. Nào bây giờ nếu như để thả thính một câu gì đó với cô gái này, khi biết cô ấy thích ba cái món đồ vật kia, em sẽ nói gì? Hy vọng em sẽ là quyển sách yêu thích của anh. Nhưng mà anh không đánh giá sách qua trang bìa bên trong cơ. Ôi, chưa gì đã muốn bóc tách rồi. Bad boy đúng rồi. Đúng là có máu bad boy thật ở bên trong. Vẫn là câu hỏi đó dành cho Đức này. Món đầu tiên thì em nghĩ là chiếc máy ảnh phim của em. Mình sẽ lưu giữ được những cái khoảnh khắc. Và em cực kỳ thích cái màu phim ấy. Về một món trang sức, em có thích những hình xăm. Và em muốn lưu giữ những câu chuyện và những bí mật qua những hình xăm trên cơ thể em. Đấy là một trong những điều em thích. Không biết là nói như vậy có phải là ấy không mà em cũng thích sách. Như chuyện trinh thám thì em có đọc kiểu Keigo cả Edokawa các thứ. Không cần biết Trung ơi, vậy là có nghĩa là nếu hẹn nhau mà hai bạn chọn địa điểm là nhà sách thì không có cãi nhau. Tại vì có thích sách là được rồi. Rồi, đây sẽ là câu hỏi kế tiếp. Trung, ngay từ đầu chương trình em nói là em theo trường phái an toàn hả? Nên cái câu hỏi này không chắc chắn không dành cho em. Nhưng mà em hãy coi người liều lĩnh nè. Miu, em trả lời giùm chị nha, suy nghĩ rất kỹ ha. Trong tình trường của mình, cái điều mà em đã liều lĩnh nhất, em đã từng làm là cái điều gì? Liều lĩnh nhất mà em từng làm. Thực ra thì tuy là gai góc vậy thôi, nhìn vậy thôi, nhưng mà em cũng rất là yếu đuối. Em đã mạo hiểm trong cái việc là em chặn hết, em block hết người yêu cũ. Kể cả là email hay đến nhà hay bất kể một thứ gì, em mạo hiểm em chặn hết. Không lưu luyến. Có vẻ em thích người ta chặn nhờ, cho nên khi mà Miu trả lời chặn các em bật đèn luôn. Không. Tức là cái này là em đồng tình với đúng. Việc là mình cắt đứt mối quan hệ cũ. Tại vì em cũng có quan điểm giống Miu. Nhưng gần đây thì em cũng có suy nghĩ khác là có thể mình chưa gặp đúng người thôi. Tại vì nếu mà mình gặp đúng người rồi thì không thể dễ nào cắt đứt như vậy đâu. Không bao giờ cắt đứt được. Một khi đã còn tình cảm thì còn hối tiếc. Hối tiếc thì nó sẽ còn dây dưa mãi và ảnh hưởng đến cả người sau của mình nữa. Cố gắng sửa để mà mình không hối tiếc về cái gì cả. Tận lực đúng không? Tận lực đến cuối cùng. Thực tế thì thẳm sâu ở bên trong á, cái bạn này nè, bạn chặn là để cho người ta tới nhà người ta năn nỉ á. Tại vì á, nếu như mà bạn chặn mà để gọi đó là cắt đứt thì em đã không dùng cái hình ảnh về sự mạo hiểm cho cái hành động này. Khi chúng tôi hỏi em là mạo hiểm là gì thì em cho rằng em chặn hết là mạo hiểm, là cũng đánh đu lắm á, bụng dạ cũng bồn chồn là người ta có tới không, người ta có đứng ngay đầu ngõ nhà mình không. Nên khi em nói rằng ô thời gian gần đây em sẽ tận lực, tự nhiên chị thấy hai bạn nên về chung nhà đi, tại vì một bên chịu chặn, một bên chịu năn nỉ nha. Bây giờ sẽ là một câu hỏi nó mang tính nguy hiểm, nên anh với chị Tô Nha lại nhường cho anh Trung rồi. Đến với câu hỏi và tình huống sang câu số 5 rồi đây à? Đúng rồi, đúng rồi đấy. Hỏi em có phải là chủ nhân của tài khoản mèo anh lông ngắn ở trên ứng dụng hẹn hò không? Dạ vâng, là em đây. Ừ. Thế còn anh là? Anh chính là chủ nhân của tài khoản mê phân khối lớn. Ôi ơi, sao anh ở ngoài với trên ảnh khác nhau đấy? Sao hả em? Không ạ. Em ơi. Dạ. Anh có điều này muốn nói với em, anh nói có được không? Chúng mình gặp nhau là để nói chuyện mà, anh cứ nói đi. Nhìn em, anh chỉ muốn thờ. Hả? Là thờ Ương Thương ấy.
Hay không em? Không hay à? Thế anh hỏi câu khác nhá. Dạ vâng. Em ăn cơm chưa? Sao đấy? Anh ơi, em không hiểu vì sao ấy. Nói chuyện online ở trên mạng thì anh hiểu biết, anh biết nhiều thứ, thế sao bây giờ ngoài đời anh cứ thế nào ấy? Đúng rồi nhờ. Mà một câu hỏi mà mang tính hiểu biết. Vâng. Một câu hỏi mang tính kiến thức. Em. Dạ. Em đã ăn carbon hydrate có công thức phân tử là C6H10O5 chưa? Anh ơi, nếu mà hỏi những cái câu này thôi em đi về đây anh ạ. Em về đấy. Từ từ. Em ơi, anh ngát lắm. Nên là lần đầu tiên gặp anh cứ bối rối thế nào ấy. Thực ra anh rất là mong muốn sẽ được gặp em những lần sau để anh bớt bối rối hơn. Hay bây giờ em cho anh đưa em về nhá. Đấy các bạn ạ, việc khó nhất là tìm thấy nhau thì đã có ứng dụng hẹn hò lo. Còn có ở bên nhau được hay không thì do chính mỗi chúng ta. Còn các bạn thế nào? Các bạn có sử dụng ứng dụng hẹn hò không? Và dùng nó với mục đích gì? Câu hỏi thì đã đưa ra rồi, nhưng anh nói luôn đây là câu hỏi nhạy cảm, cần sự chân thành và thật. Nên có lẽ là cái máy nói dối của Trung Ruồi em nên ra quản lý và em bật lên cho anh đi. Ok, mình sẽ bắt đầu bật lên nha. Rồi, bên kia. Em tự giác mà. Hôm nay chương trình có hai người thử và bây giờ vẫn đang phải đi đưa tay vào trong tủ đá. Em trước đúng không ạ? Thật ra là em không những dùng một ứng dụng hẹn hò mà em dùng khá là nhiều app. Ôi em, nó giật. Có giật à? Vâng. Có đau không? Cũng bình thường. Em mà còn đang bình thường ngay, tức là em đang nói thật rồi. Nó nói thật thì nó giật nhẹ, còn nói mà nói dối nó giật mạnh hơn thế nhiều lắm ấy. Em chỉ lên đó lang thang tìm bạn thôi à. Chứ còn để mà tìm được một nửa của mình ở trên app thì em chắc chắn là em không tin vào điều đấy. Có nghĩa là em dùng để giải trí thôi đúng không? Dạ. Dùng để nói chuyện cho vui vui, có là mình có thêm nhiều trải nghiệm với nhiều người. Mình sẽ biết được là một bạn trông như thế này thì bạn ấy sẽ nói chuyện kiểu như thế. Thế nhưng mà nó cũng chỉ mang tính chất giải trí thôi. Và thêm bạn thêm vui, em sống một cuộc sống hướng ngoại mà. Nếu mà ứng dụng hẹn hò thì em đã trước đây em dùng cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Nếu mà tùy từng đợt thì em sẽ quẹt nhiều hay không? Bây giờ thì sao? Nói thật là em không dùng nữa rồi, tại vì cơ bản là thích tình cờ là gặp ở ngoài hơn. Không biết là em có nói thật hay không mà anh thấy là em bị giật 3 lần. Cái này chắc là do chị biên tập chị đưa cái máy là nói thế nào cũng giật. Nói thế nào cũng giật. Hỏng rồi. Nhìn mặt em uy tín như này. Tay em có tê không? Tê anh ạ. Thế được rồi, thế thì chứng tỏ là em, sự thật của em là cũng vừa đủ, giống như Miu ở bên này. Rồi, và bây giờ sẽ là cái câu hỏi kế tiếp dành cho các bạn. Trong toàn bộ trải nghiệm sống của mình á, cái sự kiện nào mà các bạn cho rằng đó là cái bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình hoặc là thay đổi tính cách mình? Cái bước ngoặt lớn nhất và cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cái gọi là quá trình trưởng thành của em, đấy là khi em bước ra khỏi cánh cổng đại học, có nghĩa là khi em đã tốt nghiệp và em bắt đầu đi làm. Thì hồi đó là em cũng nói thật là em yêu một anh cũng lâu, cũng khoảng là 3 năm, hơn 3 năm. Thì ở thời điểm đấy bọn em có bất đồng và bọn em chia tay. Và hồi đấy thì em ốm khá là nặng, kể cả là tinh thần lẫn thể chất của em. Từ đó trở đi là mọi người nhìn nhận em một cái cách khác. À, có thể nó đang cười nhưng có lẽ là nó đang không vui lắm. Chính cái tính cách của em bây giờ mọi người có thể thấy là em hơi gai góc, trông mọi người hay gọi là trông chiến ý. Thế nhưng mà thật ra không phải thế. Cái bên trong con người em nó lại là một cái đứa khá là yếu đuối. Cũng có những cái phút mà kiểu mình cảm thấy là muốn khóc một tí, kiểu dạng như thế. Chứ không hẳn là bề ngoài lúc nào mình cũng chiến đét, xong rồi là cái gì cũng giải quyết được. Ví dụ như ở cơ quan có một câu chuyện gì đấy mà mình tức lắm rồi và muốn khóc lắm rồi, thì em vẫn sẽ nuốt vào, sẽ cố nuốt vào để đến khi mà cuối ngày em về nhà em khóc cho nó hả luôn á. Cái việc mà khóc ra đấy, khóc được là còn may, khóc được là còn tốt. Mình thừa nhận những phút yếu đuối. Dạ, thừa nhận bản thân mình muốn khóc, thừa nhận bản thân mình đang như vậy. Vừa rồi là câu chuyện của Miu. Rồi là Đức bấm đèn luôn đấy Trung. Nếu mà là về em thì em rời trường cấp 3 và vào đại học. Đợt đấy em có 50 cân và 1m71, nên là khá là gầy và trông cũng
không được thân thiện lắm. Nên mình cảm giác có cuộc sống mọi thứ nó khó khăn, cả về tình yêu lẫn cả công việc các thứ, thì mình phải thay đổi bản thân mình, cả về tư duy lẫn cả ngoại hình. Thì đợt đấy em có đi tập gym, và đợt đấy em có tăng 10 cân trong vòng 2 tháng rưỡi. Đợt đấy em sử dụng các cái chất kích cơ lên khá nhiều để có thể mình nhìn khác đi. Tự mình trao dồi bằng sách này, bằng chuyện, bằng phim, để những câu chuyện mình chia sẻ cả những người đối diện nó có nhiều chủ đề để chia sẻ và mình nói được, thì mình không bị nhàm chán. Chị vẫn đang có một cái thắc mắc rất là lớn với cái câu hỏi này. Có thể là chị hơi bị bệnh nghề nghiệp, bởi vì trong mọi cái sự chuyển biến nội tâm của một người á, cái vai trò của gia đình rất là lớn. Thì chị không tìm thấy chất liệu trong cái việc kết nối ngược lại với gia đình ở đúng hai cái thời điểm mà các bạn hoang mang. Em cảm thấy là em đã trưởng thành rồi, em cần phải tự giải quyết những cái vấn đề đấy của mình. Thế nên là em muốn giữ cho bản thân em và cho gia đình em một cái không khí nó hòa đồng, nó vui vẻ, những cái phút giây được ở cạnh nhau. Đó là em nghĩ hay em đã từng có những lần bộc lộ những điều nó không vui về mình cho bố mẹ, và cái mình nhận lại được là bố mẹ cũng không hỗ trợ được mình để giải quyết cái điều đó, nên em rút kinh nghiệm. Cái khoảng cách thế hệ nó là một điều rất dễ hiểu. Nhà gia đình em là một gia đình rất truyền thống, và bố mẹ em yêu cầu em cũng phải là một người con gái như vậy. Em học đại học, cho khi học cấp 3 đại học gì đó, em vẫn luôn là nhanh nhanh về nhà nấu cơm cho em đi học, còn bố mẹ thì rất bận. Chính vì thế mà sau khi mà em gái em nó lớn lên được một chút rồi thì em dứt hẳn gần đến là 80% việc nhà, để em chọn cái cách là em sống một cuộc sống em mong muốn, em thích. Rồi. Chàng trai. Chàng trai kia thì sao? Nhưng mà em hay trêu em là kiểu em hội tụ đủ những thứ mà mẹ em ghét hồi trẻ. Tóc bóng lộn, đi xe côn, xăm mình, mặc áo da, đi bus, cái thứ gọi như em hội tụ đủ hết. Nhưng mà đến bây giờ, vì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, mình cũng thông cảm cho bố mẹ là họ suy nghĩ như thế có thể khác mình, nhưng mà đấy là điều họ đã từng trải qua và họ muốn tốt cho mình. Nên mình lắng nghe và mình chọn lọc những gì mà mình thấy phù hợp nhất. Đến bây giờ thì em nghĩ là em cũng có thể chia sẻ một phần với gia đình, một phần với công việc và một phần về các cái cảm xúc hơn. Bây giờ nhá, để được hỏi nhau mỗi người một câu, các bạn sẽ hỏi câu gì để biết thêm về nhau? Mình muốn hỏi bạn một câu. Bạn có nói là bạn rất là thích rượu đúng không? Vậy thì bạn đang tìm hiểu rượu theo cái cách là bartender hay là một cách chỉ là người đi uống thôi? Mình thưởng thức rượu theo cách người đi uống, nhưng mà mình cũng tự học và tự pha rượu. Nếu như bạn pha cho mình một ly ngẫu nhiên thì theo bạn, bạn sẽ chọn một ly như thế nào? Ly đấy mình có tên luôn là ly Negroni. Mình thấy nó phù hợp với bạn. Nó khá là ngọt, vị cam và vị đắng cục quế. Ok. Bấm đen rồi, nào. Phải như vậy chứ, không biết. Câu hỏi từ phía Đức nào, dành cho Bill. Ví dụ sau này mà có nhà thì cậu muốn nuôi mèo gì? Mèo à? Nếu có nhà thì muốn nuôi mèo gì? Nếu có nhà của hai đứa, dù hai đứa là chị tự thêm vô. Tại vì bây giờ tớ đang nuôi mèo Anh lông ngắn. Ồ. Thì tớ vẫn rất là thích cái bọn lông ngắn mà tai cụp, mà chân ngắn á, Munchkin á. Em cũng rất muốn nuôi một bé ở nhà, nhưng mà chưa có điều kiện thôi, tại vì mình cũng ra ngoài nhiều. Quan trọng là vừa rồi hỏi nhau mấy câu mà có thêm đèn rồi. Và hơn nữa là quý ông phong cách UK kia mà lại ôm một em mèo chân ngắn của anh nữa thì là nhất luôn. Mà quan trọng nữa là yên tâm đi ra ngoài, ở nhà có người chăm. Rồi, bây giờ anh sẽ giúp Miu hiểu rõ hơn về Đức thông qua việc kết nối với một người bạn của Đức uy tín, đúng không? Rồi, chào Tùng. Tùng có nghe thấy chương trình nói gì không? Dạ, chào anh. Em mà giới thiệu một chút mối quan hệ của em với Đức nào. Chào mọi người, chào anh ạ. Thì em giới thiệu em với Đức là bạn cũng được khoảng 3-4 năm rồi ạ. Em biết Đức cái đây 3-4 năm trong trường hợp nào em? Đức là người yêu cũ của em gái em. Người yêu cũ của em gái em. Hay quá. Hay quá. Này, chất lượng nè. Chất lượng luôn. Và cái quan trọng anh bây giờ đấy, nó hay ở chỗ là nếu một chàng trai mà không ra gì mà không hay ấy, thì không bao giờ có chuyện người thân của người cũ ấy, mà còn chơi và còn quan hệ. Em có thể chia sẻ một chút ấy, là sau khi chia tay Đức ấy, thì em gái em có nói gì với em không?
sau khi chia tay Đức, em gái em nói chung là cũng tiếc nuối, có nhiều điểm chung nhưng mà lại dừng lại hơi sớm. Tại vì tuổi trẻ mà anh nó sẽ có những cái sai lầm là mình không muốn, không thể tiếp tục được. Bây giờ sẽ có người cần hỏi em đấy. Một cô gái cũng rất cá tính đang có mặt trong chương trình. Chào cậu nhé. Cậu cần hỏi tớ cái gì nào? Về Đức thì tớ muốn hỏi là Đức có bao nhiêu người yêu cũ rồi? Hay quá, câu này hay bởi vì là có một số người là không nói ra số lượng chính xác. Là ghim từ đầu. Đúng không? Từ đầu nào Tùng ơi? Cái này em nói thật là những người cũ mà em biết là 3 người. Trong đó có em không? Tức là sẽ có nhiều người em không biết. Số lượng là tương đồng rồi đấy. Vâng, 3 thì nhưng mà đây là số lượng mà bạn ấy biết thôi. Hiện tại thì Đức đang tập trung vào điều gì trong cuộc sống của bạn ấy nhất? Hiện tại Đức đang tập trung vào hôm nay thì tập trung vào bạn. Còn trước đây thì sẽ tập trung vào công việc. Tuy nhiên đến tuổi này rồi hầu như tập trung vào nhất của công việc và gia đình. Tùng ơi, vừa rồi Miu hỏi em, còn bây giờ đến lượt em hỏi Miu đấy. Nếu như em lo cho sự an toàn cũng như là em thực sự mong muốn những điều tốt đẹp thì em hỏi Miu đi. Em hỏi câu gì đi? Miu cho mình hỏi vài câu nhé. Gu mà bạn thích một người con trai là gì? Mình thích một người con trai vui tính và hiểu biết. Đẹp trai thì nó cũng chỉ là một điểm gọi là bonus thêm thôi. Nhưng mà nếu mà đẹp trai mà cãi nhau nhìn nó cũng đỡ tức. Câu này đúng nhá, câu này đúng nhá. Thế nên mình nghĩ là nếu như mà theo như mọi người, mình chưa nhìn thấy bạn của bạn đúng không? Theo như mọi người ở đây đang review lại cho mình và cả bạn nữa, thì những người đẹp trai thường chơi với nhau, thế nên là ok. Mình tin. Nguy hiểm đấy. Trời, Đức ơi, chị buộc phải hỏi em là tại sao em lại chọn Tùng để kết nối. Không biết là nên tin bạn không đây. Anh nói luôn là Tùng là cũng rất duyên dáng. Đúng rồi. Tùng ơi, em nói cho Miu yên tâm đi. Là em có người yêu hay chưa? Em sắp cưới rồi ạ. Bạn Đức mới cho em làm. Đỡ quá, trời ơi, cả một cái ekip anh, đầu thế tiên. Thì anh chúc mừng Tùng và chúc mừng cả Đức nhé. Em cảm ơn anh. Hẹn một ngày gần nhất anh em mình gặp nhau Tùng nhá, anh cảm ơn em. Dạ vâng, chào anh ạ. Chị nhìn thấy một cái sự trượng nghĩa ở Đức. Và bản thân em là một cô gái trượng nghĩa luôn. Và Đức chỉ có cái người biết nghĩ và sống có trượng nghĩa thì em mới có gan kết nối với Tùng thôi. Nhiều chính cái điều bất lợi cho em. Khi em chọn Tùng luôn á. Bản thân mà em sau khi chị nói em bấm rồi chị cảm ơn em. Anh nghĩ rằng đến lúc này chúng ta hiểu nhau rất nhiều rồi. Anh rất muốn Đức sẽ làm một việc. Hãy pha một ly cốc tai, tạo ra một món quà dành tặng cho cô gái bên này. Còn Miu, anh được biết em là người có khả năng hội họa. Em sẽ có một cái idea như thế này. Em sẽ vẽ một cái gì đấy phù hợp với sở thích của cả hai người, một không gian nào đấy, một đồ vật gì đấy, hoặc bất kể một thứ gì em có thể nghĩ đến. Anh cảm ơn em.